Kiều Tiên kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 36 độ C. Sau đây là thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 35 độ C, độ ẩm 86%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, chiều tối mai có mưa nhỏ, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ trong khoảng từ 26 đến 36 độ C, độ ẩm 84%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Khu vực này may thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 35 độ C, độ ẩm 85%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. may thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ trong khoảng từ 26 cho đến 35 độ C, độ ẩm 85%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. may thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Ngày nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 25 cho đến 36 độ C và độ ẩm là 84%. Cảnh báo: Mưa dông thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh gây bất lợi cho các hoạt động ngoài trời và gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0.70 đến 0.75 m. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị khán giả, 20% đến 40% là lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Xu thế lượng mưa, tổng lượng mưa tháng 5 ở mức thấp so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20 đến 40%. Lượng mưa trung bình nhiều năm tháng 5 phổ biến từ 90 đến 110 mm ở vùng đồng bằng và vùng núi là từ 140 đến 210 mm. Khả năng trong cuối tháng 5 xuất hiện một đợt mưa lớn. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 năm 2024 tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1,5 độ C. Tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục đến nửa đầu tháng 5 năm 2024, sau đó có khả năng giảm dần. Riêng phía Nam Tây Nguyên có thể chấm dứt hạn vào giữa tháng 5 năm 2024. Các tỉnh khu vực phía Bắc của Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ hạn hán tiếp tục ảnh hưởng từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024, sau đó có xu thế giảm dần. Mùa hè năm 2024, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gây gắt hơn so với trung bình. Khả năng sẽ xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Nguy cơ cao xảy ra các trận dông, lốc, mưa đá. Mùa mưa tại khu vực Tây Bắc bắt đầu vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2024. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ giữa tháng 5 năm 2024. Mùa mưa tại Tây Nguyên xuất phát từ nửa đầu tháng 5 năm 2024. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến ở mức sắp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung Bộ trong các tháng 9 của mùa mưa, tức là từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa tháng 5 đến tháng 8 năm 2024 phổ biến ở mức sắp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 9 năm 2024, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 10 cho đến 30% so với trung bình nhiều năm. Khu vực trung bộ, tháng 5 năm 2024, tổng lượng mưa phổ biến thiếu hụt từ 10 cho đến 30% so với trung bình nhiều năm. Tháng 6 năm 2024, tổng lượng mưa phổ biến ở mức sắp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 7 năm 2024, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến sắp xỉ so với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 15 cho đến 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào tháng 5 năm 2024, tổng lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng từ 10 cho đến 30%. Tháng 6 năm 2024, tổng lượng mưa phổ biến sắp xỉ so với trung bình nhiều năm và từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 5 cho đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Quý vị khán giả thân mến, bản tin dự báo cảnh báo thời tiết đến đây là hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.